Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ hướng dẫn mọi người nhận 20.000 đồng đến từ cái app là TNS. Thì cái app này là một cái app là về ngân hàng số thế hệ mới nha các bạn. Thì cái app này nó cũng tương như cái quý, và nó cũng tương tự như là cái quý Momo vậy các bạn, cái quý online ấy. Thì ở đây thì nó cũng có cái thông tin từ là ngân hàng số TNS bao miễn phí này, đăng ký tài khoản TNS online chỉ trong vài phút này. Thì nói thẳng ra thì thông tin sâu hơn về cái dự án này thì cái app này sau khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được trực tiếp là 20.000 đồng nha các bạn. Thì ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn nhận thêm 20.000 đồng nữa thì các bạn đi tiền red nhé, thì qua mỗi lượt redfer thì các bạn sẽ nhận được thêm là 20.000 đồng và tối đa là 99 red nhé. Mình có thông tin ở trên kênh này rồi. Thì cái app này thì nói thẳng ra là nó cũng là như là kèo tiền red đó các bạn. Kèo này tương tự như kèo tiền red đấy. Thì nhưng mà sau khi các bạn đăng ký được á, đăng ký tài khoản lần đầu thành công á, thì các bạn sẽ nhận được là 20.000 đồng. Thì 20.000 đồng này các bạn có thể là mua thẻ cao hoặc là các bạn có thể rút về cái ATM của các bạn nhé. Ok, thì đi vào cái app này thì để đăng ký được cái app này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video á. Các bạn tải cái app này về giúp mình nhé. Bạn nào dùng iOS thì các bạn nhấn vào đường link iOS giúp mình. Các bạn nhấn vào đường link iOS giúp mình. Còn bạn nào mà dùng Android thì nhấn vào đường link Android này. Các bạn tải về nhé. Thì cái app nó có tên là TNS, ngân hàng số thế hệ mới Việt Nam Marketing. Ăn uống mua sắm online này. Thì sau khi các bạn mở lên xong, các bạn tải về xong thì các bạn mở cái app lên giúp mình nhé. Thì trên app các bạn ấn vào nút đăng ký giúp mình. Thì sau khi các bạn ấn vào nút đăng ký tài khoản xong thì sẽ hiện ra giao diện đăng ký như thế này. Thì ô đầu tiên thì các bạn điền lại số điện thoại của các bạn nhé. Các bạn điền lại số điện thoại của các bạn. Và ô thứ hai thì các bạn điền lại cái email của các bạn. Và ô thứ ba thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu. Thì các bạn lưu ý cái mật khẩu nó lưu ý này. Mật khẩu thì bao gồm một chữ cái viết hoa, một số và một cái từ đặc biệt nhé. Cái từ đặc biệt thì gồm thăng A cộng vân vân. Các bạn tạo mật khẩu nhé. Sau đó các bạn ấn vào nút tiếp tục. Sau khi các bạn điền lại thông tin đăng ký xong thì các bạn ấn vào nút tiếp tục. Sau đó thì sẽ hiện ra như thế này. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là cấp quyền camera với lại là cấp quyền micro, thì các bạn ấn vào nút OK, các bạn cấp quyền cho nó nhé. Thì sau khi các bạn cấp quyền xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là cần xác thực thông tin của các bạn, có nghĩa là xác thực hồ sơ á. Thì các bạn ấn vào nút tiếp tục nhé. Các bạn ấn nút tiếp tục. Sau đó thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Nó sẽ hiện ra cái giao diện là chúng ta cần chụp lại cái ảnh mặt trước của giấy chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe của các bạn ấy. Các bạn chụp lại nhé. Các bạn đưa cái giấy chứng minh nhân dân của bạn sau mà cho nó khớp với cái hình ảnh camera này. Sau đó các bạn ấn nút chụp lại nhé. Cái nút này là nút chụp này. Thì ở phần đầu tiên thì nó yêu cầu các bạn là mặt trước nhé. Yêu cầu chúng ta là chụp mặt trước này. Cái ảnh đầu tiên là các bạn chụp mặt trước của giấy chứng minh nhân dân. Sau khi chụp xong thì các bạn ấn nút tiếp tục. Tiếp theo đó thì nó sẽ nhảy ra là cái mặt sau. Tiếp theo đó thì nó sẽ nhảy ra là nó yêu cầu chúng ta là chụp lại cái mặt sau. Nó cũng tương tự như mặt trước thôi. Thì các bạn chụp lại nhé. Các bạn chụp lại mặt sau cũng tương tự như mặt trước thôi. Sau đó các bạn ấn nút tiếp tục. Sau khi các bạn ấn nút tiếp tục xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này này. Thì nó yêu cầu chúng ta là quét khuôn mặt nhé. Nó yêu cầu chúng ta là quét khuôn mặt theo các cái hình biểu cảm này này. Có nghĩa là nó yêu các bạn nhìn ở trên đây này. Các bạn nhìn cái hình biểu cảm này này, từ 1 đến 4 nhé. Thì cái biểu cảm đầu tiên nó yêu cầu các bạn làm cái gì thì các bạn làm cái đó nhé. Thì ví dụ ở đây mình cái biểu cảm mình là nó kêu là mỉm cười đây. Thì các bạn đưa cái khuôn mặt của các bạn vào cái ô vòng tròn này này. Các bạn cười, các bạn mỉm cười một cái thì tự nó có dấu tích màu xanh thôi nhé. Thì tiếp theo thì nó yêu cầu các bạn là quay sang bên trái. Thì các bạn đưa cái khuôn mặt của các bạn vào cái ô vòng tròn này, các bạn quay sang bên trái nhé. Và tiếp theo thì nó yêu cầu các bạn là quay sang bên phải. Thì các bạn đưa cái khuôn mặt của các bạn vào vòng tròn này này, các bạn đưa sang bên phải nhé. Các bạn quay sang bên phải. Còn tiếp theo thì cái ô cuối cùng này là có nghĩa là nó yêu cầu chúng ta là nháy mắt. Có nghĩa là nháy mắt á, các bạn đưa cái khuôn mặt của bạn vào trong vòng tròn này này, các bạn nháy mắt một cái thì nó chỉ tự chụp cho các bạn thôi. Sau đó thì sau khi làm xong các biểu cảm này thì sẽ tự hiện dấu tích quê màu xanh ở trên đây nhé. Thì sau khi các bạn quét khuôn mặt xong ấy, thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này.
Nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì giao diện này là giao diện là nó thông tin và nó cập nhật cho chúng ta. Các bạn kéo xuống đây nhé. Các bạn kéo xuống thì ở dưới phần này nó sẽ có là nó sẽ có cái dòng là ở phần này là nghề nghiệp của tôi này. Thì các bạn là bạn nào mà sinh viên là chọn sinh viên, còn bạn nào mà không phải sinh viên thì chọn phần khác giúp mình nhé. Các bạn chỉ cần ấn vào tích vào dấu khác thôi. Thì sau khi tích xong thì các bạn tích vào cái ô đồng ý với điều khoản của cái ứng dụng này. Thì sau khi tích vào hai cái ô này xong thì các bạn nhấn vào cái đây này. Các bạn kéo lúc sang đây nhé. Các bạn nhấn vào cái ô này, các bạn kéo sang bên phải của các bạn ấy là xong nhé. Thì sau khi kéo xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì sau khi xác nhận xong thì sẽ có một cái code nó gửi về số điện thoại cho các bạn nhé. Thì các bạn vào số điện thoại của bạn, tin nhắn điện thoại của bạn ấy, các bạn copy cái 6 số code gì nó gửi về số điện thoại. Các bạn nhập vào đây giúp mình nhé. Thì sau khi nhập xong cái code đó thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Các bạn đợi một khoảng là 5 giây nhé. Các bạn đợi khoảng 1 giây sau khi các bạn nhập cái mã code số điện thoại xong ấy, thì các bạn đợi 5 giây nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì ở phần nhập số điện thoại giới thiệu này, thì các bạn nhập cho mình là số điện thoại này nha các bạn. Các bạn nhập cho mình là số điện thoại là 0977089942. Thì các bạn nhập số điện thoại này bắt buộc thì các bạn mới nhận được là 20.000 đồng vào quế của bạn nhé. Thì sau khi nó hiện ra giao diện thế này này, thì các bạn nhập lại số điện thoại mình sẽ, thì cái số điện thoại này mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn nhập nhé. Thì cái số điện thoại này cũng là cái số điện thoại để các bạn đi tiện rét nhé. Thì cũng cũng là cái số gọi gì mà cái mã giới thiệu chúng ta để chúng ta đi tiện rét. Thì sau khi các bạn nhập số điện thoại xong thì các bạn ấn vào nút nhận quà giúp mình. Sau khi các bạn nhập lại số điện thoại của mình xong, cái mã giới thiệu xong á, thì các bạn ấn vào nút nhận quà nhé. Các bạn lưu ý nhé, các bạn ở phần này các bạn không được nhập số điện thoại của các bạn nha. Ở phần đây là nó yêu cầu chúng ta là nhập số điện thoại giới thiệu á, thì các bạn nhập lại số điện thoại giới thiệu phần này nhé. Sau đó các bạn ấn vào nút nhận quà. Thì sau khi các bạn ấn vào nút nhận quà xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là nó hướng dẫn cho chúng ta thôi. Các bạn có thể bỏ qua nhé. Các bạn có thể ấn vào nút bỏ qua. Các bạn ấn vào nút bỏ qua luôn nhé. Thì sau khi các bạn ấn vào nút bỏ qua xong thì các bạn nó sẽ hiện ra giao diện như thế này này. Thì các bạn sẽ không thấy là sau khi các bạn đăng nhập vào xong thì các bạn sẽ không thấy là ở phần này là hiện 20k đâu. Thì để hiện 20k thì các bạn nhấn vào đây này. Các bạn nhấn vào cái thằng này này, cái thằng cầm cái hộp quang này này, các bạn kéo sang bên này này. À nhầm, cái này không phải đâu các bạn. Rồi cái này không phải, cái này là nạp. Mình nhầm một tí, sorry các bạn nhé. Thì sau khi các bạn nó hiện ra giao diện như thế này rồi xong ấy, thì để mình mở app lại mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Ok, thì sau khi nó hiện ra giao diện như thế này mà các bạn không thấy năng lượng á, các bạn không thấy 20.000 đồng của các bạn ở trong phần này á, thì các bạn chọn vào phần mục hộp thư này. Các bạn chọn vào phần mục hộp thư nhé. Sau đó ở phần cập nhật số dư này, nó sẽ hiện ra cái thông báo là cập nhật số dư, thì các bạn tích vào đây thôi. Các bạn tích vào cái ô thông báo này thôi. Đấy, thì nó sẽ các bạn quay trở lại trang chủ. Thì các bạn sẽ thấy là 20.000 đồng của bạn ở trong phần này. Thì 20.000 đồng này các bạn có thể là mua dữ liệu 3G 4G này, hoặc là nạp tiền điện thoại này, hoặc là mua thẻ điện thoại nhé. Các bạn có thể mua được luôn nhé, hoặc là các bạn có thể là thẻ TNS này, thanh toán hóa đơn này, nạp tiền điện thoại này, và cái số tiền này các bạn có thể mua sắm nhé, mua sắm ở trên này. Ồ, chuyển được luôn rồi các bạn, chuyển được giữa các tài khoản với nhau luôn này. Ở bên trong đây là bên trong ngân hàng nha các bạn. Đặt hàng mất. Giới thiệu này. MB, MSB. Để mình khám phá một tí nhé, mình chưa khám phá. Phần cá nhân. Cài đặt này. Cài đặt quân tay này. Ok, mình cài đặt quân tay luôn này. Ok, thì hiện tại thì nó chưa cho chúng ta là mình chưa thấy chỗ rút về quý ấy các bạn ạ. Chưa, mình không có thấy rút về chỗ tài khoản ngân hàng.
là bằng thẻ ATM. Chuyển tiền, số điện thoại hoặc gọi điện thoại ra cứu. Như vậy là chúng ta chưa thể, nó chưa cập nhật rút tiền về về ATM đâu. Này nó có thẻ thẻ riêng các bạn ạ, có nghĩa là ngân hàng riêng của nó cũng tương tự, nó cũng tương tự như cái khác thôi. Ok, thì sau khi các bạn nhận được 20.000 đồng này thì các bạn có thể ấn vào mua thẻ điện thoại này. Đây, thì trong đây các bạn có thể, các bạn đang có 20k thì các bạn chọn là 20k. Sau đó các bạn muốn mua nhà mạng nào thì các bạn chọn nhà mạng đó nhé. Ví dụ Viettel, Mobile, Vinaphone, Mobifone nè, các bạn chọn nhé. Sau đó các bạn ấn nút tiếp tục các bạn mua thôi. Đây. Đấy. Sau đó các bạn thanh toán thôi. Nhá. Sau đó các bạn kéo. Nếu mà mua thì các bạn ấn vào nút kéo này, các bạn kéo sang đây để xác nhận mua nhé. Thì nó yêu cầu, nếu mà sau khi các bạn ấn vào mua xong á, mà nó yêu cầu các bạn là xác thực, các bạn tạo cái mật khẩu ấy á, các bạn mật khẩu mua thẻ rồi á, thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nhé. Ok. Thì để lấy link rét thì các bạn chỉ cần là lấy link, lấy cái số điện thoại của các bạn á, kêu bạn bè của các bạn nhập vào cái phần cái ô mã mời á, các bạn copy lại, các bạn lấy cái số điện thoại của các bạn mà các bạn đã đăng ký này á, kêu các bạn bè của các bạn á, nhập vào số điện thoại của các bạn vào đây này, phần ở mã giới thiệu này, thì các bạn sẽ nhận được thêm là 20.000 đồng nhé, và tối đa là 99 người thôi nha các bạn, tối đa 99 người thôi. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 20.000 đồng từ quỹ ta Tenet, một cái quỹ ngân hàng số thế hệ mới. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.